Bạch Thế Tôn, thế gian hữu tình, phần nhiều hành chấp nắm giữ ngã, ngã sở, cho sắc là ngã sở, thọ tưởng hành thức là ngã sở, như vậy cho đến trí nhất thiết là ngã sở, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là ngã sở. Phật bảo chư thiên, đúng vậy, như các ông đã nói, pháp này vi diệu, không vì nắm giữ sắc nên nói, không vì xả bỏ sắc nên nói, không vì nắm giữ thọ tưởng hành thức nên nói, không vì xả bỏ thọ tưởng hành thức nên nói. Như vậy cho đến không vì nắm giữ trí nhất thiết nên nói, không vì xả bỏ trí nhất thiết nên nói, không vì nắm giữ trí đạo tướng trí nhất thiết tướng nên nói, không vì xả bỏ trí đạo tướng trí nhất thiết tướng nên nói, không vì nắm giữ tất cả Phật pháp nên nói, không vì xả bỏ tất cả Phật pháp nên nói. Thế gian hữu tình, phần nhiều hành chấp nắm giữ ngã sở, cho sắc là ngã sở, thọ tưởng hành thức là ngã sở. Như vậy cho đến trí nhất thiết là ngã sở, trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là ngã sở. Chư thiên nên biết, nếu có Bồ Tát vì nắm giữ sắc nên hành, vì xả bỏ sắc nên hành, vì nắm giữ thọ tưởng hành thức nên hành, vì xả bỏ thọ tưởng hành thức nên hành. Như vậy cho đến vì nắm giữ trí nhất thiết nên hành, vì xả bỏ trí nhất thiết nên hành, vì nắm giữ trí đạo tướng trí nhất thiết tướng nên hành, vì xả bỏ trí đạo tướng trí nhất thiết tướng nên hành, thì Bồ Tát này không thể tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng không thể tu Tịnh Lượng Tinh Tấn An Nhẫn Tịnh Giới Bố Thí Ba La Mật Đa. Như vậy cho đến không thể tu trí nhất thiết, cũng không thể tu trí đạo tướng trí nhất thiết tướng. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn, pháp sâu xa này thường tùy thuận tất cả pháp. Bạch Thế Tôn, pháp sâu xa này thường tùy thuận những pháp nào? Bạch Thế Tôn, pháp sâu xa này thường tùy thuận Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng thường tùy thuận Tịnh Lự Tinh Tấn An Nhẫn Tịnh Giới Bố Thí Ba La Mật Đa. Pháp sâu xa này thường tùy thuận pháp nội không, cũng thường tùy thuận pháp ngoại không, cho đến pháp vô tính tự tính không. Pháp sâu xa này thường tùy thuận chân như, cũng thường tùy thuận pháp giới, cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Pháp sâu xa này thường tùy thuận thánh đế khổ tập diệt đạo. Pháp sâu xa này thường tùy thuận bốn niệm trụ, cũng thường tùy thuận bốn chánh đoạn, cho đến tám chi thánh đạo. Pháp sâu xa này thường tùy thuận bốn tịnh lự, cũng thường tùy thuận bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Pháp sâu xa này thường tùy thuận tám giải thoát, cũng thường tùy thuận tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Pháp sâu xa này thường tùy thuận pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện. Pháp sâu xa này thường tùy thuận tịnh quán địa, cũng thường tùy thuận trùng tánh địa, cho đến Như Lai địa. Pháp sâu xa này thường tùy thuận cực hỷ địa, cũng thường tùy thuận ly cấu địa, cho đến Pháp Vân địa. Pháp sâu xa này thường tùy thuận năm loại mắt, cũng thường tùy thuận sáu phép thần thông. Pháp sâu xa này thường tùy thuận mười lực Như Lai, cũng thường tùy thuận bốn điều không sợ, cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Pháp sâu xa này thường tùy thuận 32 tướng đại sĩ, cũng thường tùy thuận 80 vẻ đẹp. Pháp sâu xa này thường tùy thuận pháp không quên mất, cũng thường tùy thuận tánh luôn luôn xả. Pháp sâu xa này thường tùy thuận pháp môn Đà La Ni, cũng thường tùy thuận pháp môn Tam Ma Địa. Pháp sâu xa này thường tùy thuận quả dự lưu, cũng thường tùy thuận quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán Độc Giác Bồ Đề. Pháp sâu xa này thường tùy thuận tất cả hạnh đại Bồ Tát, cũng thường tùy thuận quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật. Pháp sâu xa này thường tùy thuận trí nhất thiết, cũng thường tùy thuận trí đạo tướng trí nhất thiết tướng. Bạch Thế Tôn, pháp sâu xa này hoàn toàn không bị ngăn ngại. Bạch Thế Tôn, pháp sâu xa này đối với những gì là vô ngại. Bạch Thế Tôn, pháp sâu xa này đối với sắc là vô ngại, thọ tưởng hành thức là vô ngại. Như vậy cho đến đối với trí nhất thiết là vô ngại, đối với trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là vô ngại. Bạch Thế Tôn, pháp sâu xa này vô ngại là tướng. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì tánh hư không bình đẳng, tánh chân như bình đẳng, tánh pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ bình đẳng, tánh không vô tướng vô nguyện bình đẳng, tánh không tạo không làm bình đẳng, tánh không nhiễm không tịnh bình đẳng. Bạch Thế Tôn, pháp sâu xa này không sanh không diệt. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì sắc không sanh không diệt bất khả đắc, thọ tưởng hành thức không sanh không diệt bất khả đắc. Như vậy cho đến trí nhất thiết không sanh không diệt bất khả đắc, trí đạo tướng trí nhất thiết tướng không sanh không diệt bất khả đắc. Bạch Thế Tôn, pháp sâu xa này hoàn toàn không có dấu chân. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì dấu chân sắc bất khả đắc, dấu chân thọ tưởng hành thức bất khả đắc,
Như vậy cho đến dấu chân trí nhất thiết bất khả đắc, dấu chân trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng bất khả đắc. Hết quyển thứ 446.